3 tình trạng lão hóa da khiến cho chị em phụ nữ chúng ta ám ảnh. Thứ nhất, rãnh mũi má. Thứ hai, hốc mắt. Thứ ba, da trùng, chảy và sẹo. Lý do, mỗi một năm chúng ta đều mất đi một lượng collagen và elastin nhất định. Mỗi tình trạng lão hóa đều có những phác đồ riêng biệt, tuy là vấn đề chung, nhưng nếu như không có tay nghề bác sĩ cao cũng như là công nghệ tiên tiến mới nhất thì có khi còn phản tác dụng nữa. Với giải pháp anti-aging tại Libby giúp cho khách hàng tươi trẻ tìm lại niềm vui của tuổi thanh xuân. Vậy nên lão hóa không đáng sợ, quan trọng là chúng ta tìm được giải pháp thực sự hiệu quả để luôn luôn trẻ đẹp, hạnh phúc, tự tin. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.